lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới quý hơn trường và quý cô và cô dâu chú rể ở đây, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay là ngày vui của anh chị nên là em chúc anh chị sống luôn luôn hạnh phúc và sống theo nói gần theo gia đình thánh giá. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin được gửi tới quý hôn trường ở đây một bài hát trong mang tên Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Xin mọi người cùng lắng nghe. Lấp lánh giấc mơ về em khuya xa.